Đây, Mộc Nhân đã lên xe rồi các bạn ạ, cây bọc này. Chào tất cả các bạn, mình chuẩn bị ship Mộc Nhân đi Đồng Nai. Cái Mộc Nhân đường kính 20, 25, D25. Cái cây này là cây mình nhanh ý, cây này mình đã tu sửa lại rồi. Cây này giá 3 triệu rưỡi mình đã tu sửa lại. Khi đi phải bọc cẩn thận lại cho khách
tháo lắp mộng nhân nếu là soi nhé các bạn, rất dễ hơn, không có gì khó hết. Quay vận chuyển đi. Hai cột nó đặt.
Đây mộc nhân đã lên xe rồi các bạn ạ. Cây bọc này, bao cát này, rồi mộc nhân này, mộc nhân đế lò xo này, tất cả đã lên xe và đi hẳn chuyến xe 7 chỗ lên. Đây, chơi xong mà đi xe luôn. Đây, những khách hàng VIP là phải ưu tiên cho những cây mộc nhân được đi xe trực tiếp, được đi xe 7 chỗ, nó nằm máy lạnh luôn cho nó sướng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video mới nhất ạ.